xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Đây là chương trình Sống Đời Sống Phật được thu hình trên băng tần 57.8 đài IBC, Nhật Tâm, Học Nhân và Diệu Nguyện. Xin thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay Hòa Thượng Thích Viên Lý sẽ tiếp tục thuyết pháp cho chúng ta về những giáo pháp căn bản do Đức Phật chỉ đạt và khai thị. Và qua sự chia sẻ này, chúng tôi hy vọng sẽ mang lại cho quý vị một cái nhìn cụ thể hơn, một quan niệm rõ ràng hơn về Phật giáo. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, chúng con xin kính chào Thầy. A Di Đà Phật, xin kính chào cô Nhật Tâm, và kính chào cô Học Nhân và kính chào cô Diệu Nguyện. Xin kính chào chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Dạ. Dạ thưa Thầy, trong chương trình lần trước thì Thầy có giảng về bốn loại bạn, là loại bạn như hoa, như cân, như núi và như đất. Vậy xin Thầy tiếp tục giảng về chi tiết của từng loại bạn. Cảm ơn cô Diệu Nguyện. Thưa quý vị, trước đây đó chúng tôi đã có dịp chia sẻ đến quý vị thế nào gọi là kết bạn như hoa. Hoa thì chúng ta biết lúc có thể nó tươi, lúc có thể nó héo. Mà hoa còn tươi thì chúng ta cắm, chúng ta trân quý, chúng ta có thể cắm ở trên đầu. Còn hoa mà héo và chúng ta nếm vào ở trong sọt rác, nghĩa là mình dục bỏ. Cái kết bạn, cái cách đó là cái cách mà không có tốt. Ví ở đây Ngài Hiền Nhân nói thấy giàu sang quyền uy thì mình tìm đến, mình thấy mà nghèo nàn hoạn nạn thì bỏ đi. Như vậy thì rõ ràng cái cách kết bạn như vậy là cái cách mà không tốt, bởi vì mình đến với nhau là để lợi dụng nhau, chứ không phải là đến với nhau để mang lại cái tình bạn tri kỷ, tri vị, để giúp cho nhau hoàn thành những cái chí nguyện lớn, để giúp cho nhau kể cả trong những cái trường hợp mà bệnh hoạn, nghèo khổ, tai nạn, hay giả là bị vướng vào pháp luật. Có những người đến với cái tâm lợi dụng, chứ không phải là đến trên cái căn bản của sự hỗ trợ, sự tương kính. Đó là một cái cách kết bạn mà Ngài Hiền Nhân nói rằng là kết bạn như là hoa. Và thế nào là kết bạn như cân? Chúng ta biết là cái cân thì lúc thì nó nặng, lúc thì nó nhẹ, phải không? Thì ở đây nếu mình để cái vật ở trên đầu, nặng thì nó sẽ gục xuống, mà nhẹ thì cái đầu nó vỗng lên. Có qua có lại thì cung kính nhau, mà không qua không lại thì có thể là khi dễ, có thể là xây lưng. Không có cái sự thù tạc, không có cái sự nhậu nhẹt, không có cái việc mà đi cửa sau, hối lộ, tham nhũng v.v. thì trở thành đó là cái người thù nghịch. Cái cách kết bạn đó là cái cách kết bạn không phải là vị tha, mà là vì cái tư lợi, vì cái tâm rất là xấu đến để lợi dụng. Lợi dụng không được thì mình có thể là có những cái thái độ rất là ác độc. Có những người mà mình đối xử rất là tốt, mình giúp đỡ ngay ở cái bước cơ hàng, nhưng mà khi họ thuyết phục mình phải đi theo cái này, đi theo cái kia, theo cái phe nhóm của họ, mà mình không đi theo, họ bắt đầu họ chụp mũ, họ bôi nhọ, họ xuyên tạc, họ chống phá đủ cách. Mà mỗi người có một cái quan điểm, chứ kết bạn không có nghĩa rằng là mình đến để mình kéo cái người đó đi theo mình, không phải là trong cái âm mưu đồng hóa hay là để thống lãnh, mà là để hỗ trợ cho nhau, để tương kính. Dù người đó cái quan điểm có không giống như là cái quan điểm của mình vẫn tôn trọng, chứ không lý do gì mà
vì cái quan điểm khác nhau mà mình vùi dập, mình tìm cách để mình đánh phá, mình bôi nhọ, mình tìm cách mình tiêu diệt cái đó, là một cái tâm nó cho thấy là bất chính, là tiểu nhân. Cho nên Ngài Hiền Nhân khuyên chúng ta là phải thận trọng để thấy rõ được những cái đối tượng mà chúng ta xem như là bạn như thế nào. Phải bạn với tất cả cái ý nghĩa của bạn, chứ không phải là trên cái căn bản của một cái sự lợi dụng nào đó. Này gọi là kết bạn như cân và như hô. Dạ thưa thầy, hồi năm rồi con có kết bạn một người giống như là cái người khoa đó. Thì hồi tốt lành thì cái người bạn đó rất là sung, muốn giúp đỡ, muốn đi chơi với con, hay là muốn sẵn sàng đi đâu đó với con. Nhưng mà sau đó gặp cái gì khó rồi đó, cái người đó mới bỏ con với bỏ cái gia đình hay là cái group của con á. Thì thưa thầy, nếu mà sau này con gặp cái tình trạng đó nữa thì con phải làm sao? Tại vì hồi đó đó, hồi con gặp cái người này á, thì con mới quyết định là không nói chuyện nữa. Nhưng mà cái đó có phải là đúng không? Hay là mình phải làm sao để mà giúp người ta thay đổi? Dạ thưa thầy. Cảm ơn cô học nhân. Cái đó cũng là một cái trường hợp rất là khó xử, bởi vì họ đã có những cái hành xử, có những cái động thái rất là không có xứng đáng. Lúc mà họ nghĩ rằng là có thể lợi dụng được cô học nhân thì họ đến. Còn cái lúc mà họ nghĩ rằng là không thể lợi dụng được, thì kể là thấy người này bị cái hoàn cảnh khó khăn, nếu mà mình vướng vào mình có thể bị họa lây, cho nên họ bỏ rơi. Cái đó là một cái người nó không chứng tỏ được cái tình bạn chân thật. Họ có thể họ giúp đỡ trong một cái khả năng nào đó, thì chứ không nhất thiết là phải có một cái thái độ như là kẻ thù. Thành thử ra, nhưng mà mình cũng hiểu họ là cái người không tốt. Nếu mà là một cái người ứng xử trong cái cung cách của lý tưởng Bồ Tát Đạo, thì chúng ta tìm cách để chúng ta chuyển hóa, giúp cho họ hiểu được vấn đề và có được một cái tâm địa tốt hơn, như là một con người đúng nghĩa, phải sống một đời sống rất người, chứ không phải là chỉ biết vị kỷ, lợi dụng, vân vân. Nếu mà mình có khả năng chuyển hóa, cô có khả năng chuyển hóa thì nên chuyển hóa. Nhưng mà nếu cô tự thấy rằng là chưa đủ cái khả năng để chuyển hóa mà tiếp tục bị họ lợi dụng thì nên tránh xa. Bởi vì Đức Phật dạy thân cận, những cái người ác thì sẽ vướng vào những cái tội lỗi, còn thân cận những cái bậc hiền thiện thì tất nhiên là đời sống đạo đức của mình sẽ được nâng cao. Thành nó tùy vào cái khả năng, tùy vào cái bản lãnh, tùy vào cái hạnh nguyện của mỗi người mà chúng ta có những cái cách giải quyết khác nhau, chứ không phải là trường hợp nào cũng có một cái cách giải quyết như nhau. Không phải một câu hỏi hay là một câu trả lời mà có thể giải quyết tất cả mọi cái trường hợp. Dạ, dạ cảm ơn thầy. Dạ vâng thưa thầy, vậy thì kết bạn như cân là như thế nào ạ? Dạ, cảm ơn cô Diệu Nguyện. Khi nãy đó chúng tôi đã chia sẻ kết bạn như cân là nó nếu mà không có qua lại thì sẽ không có cung kính, tức là ý không có thù tạc, không có, mà bạn không phải là chỉ dựa vào rượu, bạn không phải là chỉ dựa vào thuốc lá, bạn không phải là chỉ dựa vào những cái tặng phẩm. Nếu mình làm bạn mà chỉ nghĩ đến rượu, nghĩ đến những cái thức ăn, nghĩ đến những cái tặng phẩm, dù tặng phẩm đó cái giá trị của nó rất là thấp, thì cái đó không phải là tình bạn. Không phải là tình bạn. Bởi vì đồng tiền không phải là tất cả. Có tiền chưa chắc đã có hạnh phúc, có tiền chưa chắc đã tạo được sức khỏe, có tiền chưa chắc đã tạo được uy tín. Có nhiều người có tiền nhưng mà bị khinh bỉ, có tiền nhưng không chắc là mình có những cái kiến thức, vân 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 vân. Cho nên đồng tiền không phải là tất cả. Không phải là mình chỉ dựa vào cái giá trị của đồng tiền, giá trị của vật chất để mình kết bạn, mà phải kết bạn với tất cả cái đạo đức trong sạch.
với tất cả cái lương tâm và trách nhiệm, với tất cả cái tình thương và sự hiểu biết, chứ không phải là mình kết bạn vì một cái hậu ý nào đó, mà phải vì cái lòng từ bi, phải bằng tất cả cái tinh thần vị tha và vô ngã mà Đức Phật đã khai thị. Như vậy thì cái tình bạn đó mới là một cái tình bạn chân thật, mới là một cái tình bạn giá trị, mới là một cái tình bạn đầy ý nghĩa. Dạ. Chương trình Sống Đời Xâm Phật xin tạm dừng trong một vài phút cho phần bảo trợ. Xin quý vị tiếp tục đón xem phần 2. Xin cảm ơn quý vị. Xây tương thân tình